Mỹ nói Israel không thể loại bỏ Hamas dù tấn công Rafah. Ngoại trưởng Mỹ Blinken cho rằng cuộc tấn công tổng lực của Israel vào thành phố Rafah sẽ gây ra tình trạng hỗn loạn, đồng thời không loại bỏ được Hamas. Khi được hỏi trên chương trình The Foundation Nation của đài CBS hôm 12 tháng 5, Mỹ liệu có đồng tình với tuyên bố của Thủ tướng Benjamin Netanyahu rằng lực lượng Israel đã hạ sát 14.000 thành viên Hamas và 16.000 dân thường thiệt mạng do giao tranh từ chiến sự Gaza bùng phát năm ngoái. Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken trả lời, đúng, chúng tôi đồng ý. Theo ông Blinken, một cuộc tấn công tổng lực sẽ phải trả cái giá cực gắt và ngay cả cuộc tấn công quy mô lớn vào thành phố Rafah ở Nam Gaza cũng không chắc có thể chấm dứt mối đe dọa Hamas. Israel có thể phải đối mặt cuộc nổi dậy của những thành viên vũ trang Hamas còn sót lại. Khi họ rút đi, tình trạng hỗn loạn sẽ diễn ra và Hamas có thể hồi sinh. Ông Blinken cho hay, Ngoại trưởng Mỹ xác nhận nước này đã hạn chế chuyển bom cho Israel trong bối cảnh Mỹ tiếp tục gây sức ép để Israel phải bảo vệ dân thường và tránh cuộc tấn công toàn diện vào Rafa. Mỹ đang hối thúc giới lãnh đạo Israel đưa ra kế hoạch cho Gaza sau khi chiến sự kết thúc. Ngoại trưởng Mỹ cũng cho biết các thành viên Hamas đã trở lại một số khu vực ở Bắc Gaza nơi Israel từng tuyên bố giải phóng. Khi được hỏi về báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ công bố hôm 10 tháng 5, rằng Israel có thể đã vi phạm luật pháp quốc tế trong việc sử dụng vũ khí của Mỹ, ông Blinken cho biết vẫn còn quá ít bằng chứng để chấm dứt mọi hỗ trợ quân sự. Theo ông, tình trạng hỗn loạn và nguy hiểm của cuộc chiến đang diễn ra khiến việc xác định chính xác điều gì đang xảy ra hoặc là loại vũ khí nào được sử dụng là rất khó khăn trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Israel, Hanebi cùng ngày, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan nhấn mạnh mối lo ngại của Tổng thống Biden về khả năng xảy ra chiến dịch quân sự lớn trên bộ và Zafa, nơi hơn một triệu người Palestine đang trú ẩn. Nhà Trắng cho biết, ông Hanebi xác nhận Israel đang cân nhắc những lo ngại của Mỹ nhưng không nói rõ ràng. Cuộc bắn phá của Israel ở phía Đông Rafah đã khiến 300 người phải sơ tán. Mỹ và các quốc gia khác cũng như quan chức hàng đầu Liên Hợp Quốc đã cảnh báo cuộc tấn công toàn diện vào Rafah có thể gây ra tình trạng thảm khốc đối với người tị nạn, nhiều người trong số họ đang sống trong điều kiện tuyệt vọng. Cơ quan y tế ở Gaza cho biết, hơn 35.000 người ở vùng đất này, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, đã thiệt mạng từ khi chiến sự bùng phát tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres kêu gọi thực thi lệnh ngừng bắn và thả vô điều kiện toàn bộ con tin và tăng cường viện trợ nhân đạo ngay lập tức